Quý, em không cần phải nhớ hết, em cứ nhớ một hay hai cái cũng được. QC về cái gene đó em, là QC về cái gì? Cái này dĩ nên mình đang nói về single cell đúng không? Có nghĩa là mình có cái ma trận là, để tôi quay là cái ma trận ha. Chứ mất công lại mọi người lại không nhớ là tôi đang nói cái gì hết. Đó. Thì đây, cái ma trận của mình đó là, để cho nó bự lên. Ma trận của mình là cái cột này, là cái assay nè ha. Còn cái, ồ, mọi người thấy cái màn hình chưa? Thấy rồi. Rồi. Quý em chờ tôi tí xíu ha, để tôi nhắc lại là cái ma trận của mình á, thì ở trong R á, nếu mà mình tự làm á, thì mình nhập vô thì mình chỉ có một cái ma trận mỗi cái thôi. Còn nếu mà mình sử dụng cái tool á, là single cell experiment á, cái package này á, thì nó sẽ nối cho mình lại nhiều cái ma trận với nhau, đúng không? Nó sẽ có link với nhau y hệt như là một cái sequence vậy đó, database gì đó, cái table ở trong những cái tables ở trong cái MySQL á, hoặc là một cái nói chung là cái SQL á, nó có connect với nhau. Thì cái này thật chất ra là nó object, chứ thật chất là nó là nếu mà mọi người đọc cái code của nó thì nó là một cái dạng MySQL vậy đó, nó connect với nhau giữa những cái bảng này ha. Thì bây giờ mình có cái cột là cái cell đó. Ví dụ như giờ mình làm trong của mình đó, một cái sample của mình thì mình có nhiều cái cell đúng không? Đó. Và cái hàng á, là cái gene. Mà mình nhớ là ở trong đây của mình á, thì mình sử dụng, mình discuss hai cái chính thôi. Đúng không? Cái thứ nhất á, là cái sử dụng cái mà manual, có nghĩa là cái Smart Seq 2 á, đó là mình được cái full transcript đó, nhưng mà mình phải làm manual và cái số cell nó cũng ít đó. Còn nếu mà mình làm cái droplet đó, có nghĩa là cái 10x Chromium là cái ví dụ, tại trên thị trường là cái công ty đó nó mạnh nhất đó, thì là mình chỉ có cái đầu 3 phẩy, ít có người mua cái kit của 5 phẩy của nó lắm, có nghĩa là nó có bán luôn cái kit 5 phẩy luôn ha. Có nghĩa là giải ra mình thấy được á, là đầu 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 3 phẩy, có nghĩa là cái exome đầu tiên đó là đầu 3 phẩy, là mình thấy nhiều nó gì đó. Thì tùy theo mình muốn mua cái nào, nhưng mà hầu như là đầu 3 phẩy không ha. Đó, tôi thấy trên public dataset của NCBI rồi á, trên GEO là đầu 3 phẩy là nhiều đó. Thì sau khi mà mình chạy cái đó xong thì mình ra một cái bảng count đúng không, cái cell và cái gene đó. Ví dụ như một cái ô ở đây là cái cell đó có bao nhiêu ở cái gene này đúng không, được biểu hiện bao nhiêu nó cao nó gì đó. Rồi bây giờ mình có cái ma trận này rồi thì người ta sẽ filter cái ma trận này theo cái hàng là cái gene và cái cột là cái cell. Thì bây giờ quý em cho tôi biết được là nếu mà em filter theo gene á, theo hàng á, thì em có những cái filter nào vậy? Thì những có bước đầu tiên là mình sẽ mark cái tên gene vào cái ma trận của mình, thì những cái gene nào mà có NA là mình cũng filter ra, là nó Rồi. không có tên gene. Rồi, nhưng mà có một cái là ở trong cái cell của mình không phải lúc nào có tất cả các cái cột á, nó đều là, thí dụ như ở đây là một cái gene đúng không? Tôi nói đại thôi, cái này hình hình không phải giống vậy. Nhưng mà đây là một cái gene đúng không? Rồi xong xuôi cái cột là cái sample. Thì nhưng mà cột này nó có NA, nhưng mà cột này thì nó không có NA, đúng không? Thì cái tỷ lệ bao nhiêu? Cái tỷ lệ bao nhiêu thì mình mới fill, em có nhớ không? Em không nhớ tỷ lệ. Ok, rồi không nhớ không sao. Rồi, tiếp tục đi em. Còn cái filter nào nữa mà em biết? Về cái số gene, cái biểu hiện mà thấp ở cái gene đó, ví dụ như là cái mức mà detect của mình là một, thì cái gene nó phải biểu hiện trên 2 và biểu hiện trên 2 cell thì mới được giữ lại. Rồi. Rồi còn cái nào nữa không em? Tiếp theo là nếu mà cái gene đó được xếp vào thi thể thì mình cũng tính cái phần trăm thi thể. Không, cái này là của cell.
À, với lại có phải là mình filter cái số gene detect trong một cell thầy, tức là nếu mà cái cell nếu mà cái cell đó mà có biểu hiện trên 7.000 gene thì sẽ được giữ lại. Ừ, cái đó là mình filter cái nhưng mà cái đó tính cũng được, hiểu vậy cũng được, không sao, không có gì sai hết, miễn sao mình nói filter là được rồi. Cảm ơn Quý ha. Rồi tối thiểu là em hiểu được là mình đang nói filter cái gì đúng không? Đó rồi, bây giờ có ai nói cho tôi filter cái cell được không? Hiệp, em nhớ được cái nào không Hiệp? Em nhớ được cái nào filter cái xe không Hiệp? Dạ, thưa chị anh chị. Thấy Hiệp đi nói khắp nơi, có bài báo khắp nơi thì mình cũng phải mời lên nói đây chứ, nếu không Hiệp cũng buồn. Ha Hạnh ha. Chém gió linh tinh mà thầy. Có phải muốn chém là được đâu, đúng không Hạnh? Ta phải có vai, có vế, đầu người ta phải to thì người ta mới đội cái nón nó vừa, chứ có phải muốn ai đội là đội được được đâu. Nói chung Hạnh là cũng ha. phải đủ đủ mặt mũi sủi tâm thì người ta mới mời. Đúng rồi, chứ có phải như là như tụi mình cà quen với ai mờ. Không có em thôi chứ thầy có người mời rồi đó mà. Muốn Thầy muốn bằng vai phải vế với Hạnh không có dễ đâu mọi người thấy không, muốn gom chung với Hạnh là Hạnh tách ra ngay chứ đâu có dễ. em đâu dám đâu, khiếp sợ lắm. Đứng cạnh những người mặt mũi sủi tăm em chạy mất dép ngay. Quay lại câu hỏi của thầy, tức là thầy muốn hỏi là trong cái QC thầy. Đúng rồi, có nghĩa là bây giờ mình muốn QC theo cái cell á, có thể theo cái cột á, đó thì mình có những cái nào. Hồi nãy là Quý nó có nói qua phim cái phần cái cột nữa, nhưng mà đối với tôi không không quan trọng đúng không, chỉ hiểu được là mình QC mình có thể mình làm được cái nào. Mọi người nhớ cái nó nhớ cái nào nói cái nào cũng được rồi, chứ không cần phải phân loại giống như tôi là theo cột theo hàng gì hết đó, chỉ biết được là mình có những cái loại QC nào đó mà mình làm, nhớ cái nào nói một cái cũng được đó, là trong cái bước này nè. Thì theo anh nhớ thì bình thường thì đầu tiên là mình phải zip count đúng không thầy? Sau đấy thì mình phải normalize. Đúng rồi, nhưng mà có một cái là thí dụ như bây giờ á, là chẳng hạn như bây giờ ở đây mọi người cũng nhìn thấy là trong cái cell của mình á, không phải lúc nào À, nó cũng vâng, em biết, vâng. Thì mình phải xem cái video cái gene expression ấy thì nó có kiểu như có multiplex đúng hoặc rồi. là em nghĩ xem zero value, thường là cái mà loại bỏ cái zero value hoặc là multiplex thì trong các cái read count ấy chẳng hạn. Ví dụ như bây giờ ở đây mình có cái droplet này, cái giọt dầu này nó chứa hai cell giống vậy đúng không? Đó, thì bây giờ mình Vâng. phải filter nó đi chứ, bây giờ mà mình đem đi so sánh mà một cái giọt dầu nó có hai cell thì cái mRNA của nó cũng gấp hai lần đúng không, so với lại những cái giọt khác. Thì mà bây giờ mình so sánh ví dụ như giọt này của màu này có hai cell nè, còn này nó có một cell thôi, thì mình ở đây rõ ràng hai cái cell này nó sẽ có differential expression gene, nhưng mà thật chất nó đâu phải đâu đúng không, thì mình phải filter nó ra. Thì để mà filter nó ra thì làm cách nào filter nó ra, ví dụ trong trường hợp này. Hoặc là nãy nói về cái ti thể, ví dụ cái giọt này nó không có cell mà nó chỉ có cái mRNA của ti thể đó, Có thì một cái thì thường dùng spiking, hoặc là bây giờ thì em thấy biết một số software thì nó có cái đề multiplex, số software một cái spiking cũng là một cách cho mình add một cái lượng DNA là biết trước được cái biết được cái discount là cái nồng độ trước thì mình làm như là một control group, thì theo anh biết nghĩ đấy là một một cách. Hoặc là
Bây giờ một số cái phần mềm thì discount em không hiểu cái nguyên lý đằng sau của nó là gì đấy, là nó có cái đề multiplex một số software, cái nguyên lý đằng sau ấy thì em không hiểu lắm. Rồi, như vậy thì tôi nghĩ chắc để cho nó hiệu quả hơn á, Xuân em nói lại cái phần chút xíu đó, cái phần mà filter mấy phần đó được không Xuân? Dạ được thầy. Tôi cũng biết đây mọi người sẽ không có nhớ hết được đúng không? Bởi vậy là tại vì đôi khi á, người ta không có đưa cho mình một cái, người ta đưa cho mình cái count matrix ví dụ vậy đúng không, mà mình không có biết xử lý như thế nào, mình không biết nó đang ở giai đoạn nào ví dụ vậy đó, thì mình đâu có sử dụng được cái file đó. Thí dụ như cái phần mà phía trước á, tôi có nhờ Duy làm là giống như QC mấy cái QC một á, có nghĩa là QC mấy cái fast kill file hay là kia này kia đồ á, hoặc là mapping alignment đâu, còn phía trước á, mình không làm không sao. Nhưng mà ví dụ như trong cái bài mà người ta public lên đó, người ta để cái row set data, thì người ta để cái row set data ở cái dạng là người ta chưa có filter cái gì hết, một cái raw count luôn ví dụ vậy đúng không đó, thì mình phải biết cái bước này để mình làm ha. Bởi tôi phải nhắc đi nhắc lại là tại vì á, mình không hiểu thì mình sẽ không có làm cho nó trúng đó. Lúc đó mình tự nhiên mình lấy cái của người ta, cái bắt đầu mình phân tích đầy tùm lum tà la phía downstream, mình tính cái một lát mọi người sẽ thấy được là tính cái pseudo time để làm tính cái trajectory của nó ví dụ vậy đó, hoặc là tính cái dimension reduction. Tôi biết được là cái dimension reduction nó không không bị ảnh hưởng nhiều sau khi normalize này kia, nhưng mà mình không làm cái QC thì nó bị ảnh hưởng. Đó Xuân, em nhắc lại mấy cái cơ bản mà bữa trước tuần trước đó mình làm mấy QC rồi em. Hả? Không cần phải đi vô chi tiết đâu, mà mọi người đã hiểu rồi, chỉ nhắc lại là những cái bước của em làm thôi. Hả? Dạ được. Dạ mọi người thấy màn hình của em chưa? Rồi, thấy này. Dạ. Dạ rồi thì em sẽ nhắc lại một xíu cái phần lần trước em trình bày. Dạ. Thì là sau khi mà mình có được cái raw count matrix mà mình làm alignment với lại mình đếm cái số read ở mỗi cell và mỗi gene rồi mình sẽ có một cái raw count matrix. Thì bây giờ mình sẽ làm cái bước filtering là gồm có mình làm QC2 rồi một số cái bước phụ khác như là dimensionality reduction hoặc là normalization hoặc là loại bỏ đi mấy cái batch effect. Thì ở cái bước đầu tiên mình sẽ làm cái QC1. Thì đây là cái object này thầy nói rồi em sẽ không nói nữa. Rồi. Đây là bước mà mình nhập cái dataset của mình vô trong cái single cell experiment object. Thì sau khi nhập vô xong rồi mình sẽ bước đầu tiên của QC2 á là người ta kêu mình là phải bỏ đi những cái spike in là cái ERCC này và mình bỏ vô để mình control lúc mình làm thí nghiệm. Thì bây giờ mình phải bỏ nó ra trước khi mình analyze. Thì đây là cái bước loại bỏ cái control external control. Dạ. Thì sau khi loại bỏ rồi mình sẽ tạo lại cái metric của mình á là một cái tạo lại một cái array của mình là một cái array không chứa những cái ERCC nữa để mình làm cái bước tiếp theo, như là mình gắn tên cho cái từng một cái gene. Thì mình sẽ dùng cái package là org.hs.eg.db thì nó sẽ gắn tên cho mỗi một cái gene ID ở trong cái matrix của mình đó, là mỗi một cái ID này nó tương ứng với trong cái ensemble nó có tên cái symbol của cái gene như thế nào thì nó sẽ gắn vô như vậy. Nhưng mọi người sẽ thấy ở những cái gene này nhưng một số gene đó, nó không có cái symbol tương ứng trong cái ensemble đó, thì nó sẽ để cho mình là NA. Thì những cái gene nào mà có cái để chữ NA như vậy á thì mình phải bỏ nó đi bởi vì mình không biết là gene nào để mà xíu đó mình analyze những cái bước downstream tiếp theo. Mình phải bỏ những cái gene mà nó không có gán được cái symbol vô là cái bước gene naming. Và tiếp theo là mình sẽ xem có trong cái gene của mình đó có bao nhiêu có nhiều không cái lượng mà ribosomal gene. Thì thường đó là nó sẽ bắt đầu bằng RP hoặc là LS nên mình sẽ dùng cái lệnh grep RP hoặc là LS để mình tìm những cái gene mà là cái ribosomal gene này. Thì ở đây mình có được khoảng 97 cái gene ribosomal genes. Và tiếp theo là một cái bước khá là quan trọng đó là mình sẽ bỏ đi những cái gene từ trong tuy thể.
thì thường á, là cái gene nhân ti thể nó sẽ có cái MT, cái prefix là MT, nhưng mà không biết là cái bước annotation ở trong cái package kia như thế nào á, thì mình không tìm thấy cái gene nào có cái MT. Nhưng mà khi mà tìm thử một cái gene mà nó cũng là gene ti thể, là cái gene ATP này á, thì mình có thấy là khoảng vài cái ở đây, thì mình mới nghĩ là do không phải là nó không có, mà nó có, nhưng do quá trình annotation của mình nó có vấn đề, nên là nó không có cái prefix MT này, nên mình phải cần một cái package nữa, một cái package khác là cái ENSDB Homo sapiens V86. Thì cái package này mình tìm thử xem trong cái cột mà gene ID của nó có cái nào mà có cái prefix là MT hay không, rồi mình gọi cái ID của nó ra. Thì trong đây nó có khoảng 37 cái có 37 cái gene từ từ ti thể mà nó identify được, thì mình mới xem thử trong cái UMI, với là cái data của mình đó, có cái nào mà ID nó khớp với lại cái ID mà từ ti thể của cái package này hay không. Thì đúng là nó có 13 cái, là do cái gì, là mình có thể suy ra là do cái quá trình annotation của mình nó có bị sao đó, nó không có hiện cái MT này ở cái package kia, nhưng mà ở cái package này thì nó có cái gene ti thể. Rồi mình sẽ lưu cái thông tin này lại để xíu nữa mình làm QC cho những cái cell mà chứa nhiều cái ti thể này sau. Dạ, đó là cái bước mà xác định gene từ ti thể. Rồi mình sẽ làm một cái quick QC, là cái bằng lệnh là add per cell QC. Thì lúc nãy á, cái column data hay là cell metadata của mình á, nó đã có một số thông tin về cái sample là cái cell line nào, cái replicate thứ mấy và ở well thứ mấy, thì cái gene nó có ID gì. Đây là thông tin mà cũ mà lúc nãy mình đưa vô cái object của mình là như thế này. Thì nhờ cái lệnh accept per cell QC này, mình sẽ có thêm một cái số thông tin nữa, ví dụ như là cái tổng số read trong cái cell này là bao nhiêu, sau khi mình đã bỏ đi cái ERCC rồi là bao nhiêu, rồi nó detect được bao nhiêu cái gene, rồi bao nhiêu cái read từ ti thể. Rồi gene mà từ ti thể là bao nhiêu, là 13, hồi nãy mình detect được là 13. Rồi phần trăm của cái ERCC là bao nhiêu, và total này là tổng cái read của ERCC cộng với những cái mà cái gene trong cell, là mình có được cái total. Và nó cũng sẽ làm cho mình một cái thống kê cho cái cell metadata hay là cái raw data luôn. Thì đây là cái thông tin đó. Thì giả sử như mà mình có một cái con số nào mà reference kiểu như là cái threshold để mà mình so sánh á, giả sử như ở đây là 25.000 count, thì những cái cell nào mà có số lượng count bé hơn 25.000 thì mình xem nó là những cái cell kém chất lượng, thì mình chỉ cần bỏ nó đi một cách đơn giản thôi. Hoặc là tiếp thêm một cái điều kiện đó là cell nào mà có detect được ít hơn 7.000 gene thì mình bỏ đi luôn. Nhưng mà cái việc mà xác định cái threshold này á, nó không có dễ, nghĩa là mình phải làm nhiều mình mới có một cái con số reference này. Và trong trường hợp mà mình chưa có thì mình sẽ làm một cái bước là xác định cái outlier hay là xác định cái threshold để mà mình loại đi cái những cái outlier này đi. Thì mình dùng cái lệnh là is outlier này để mình xác định cái limit hay là cái threshold của mình. Thì ở đây là cái sum, nghĩa là cái total count, nghĩa là những cái cell nào mà có tổng số read nhỏ hơn cái threshold của mình thì mình bỏ đi, có nghĩa mình đang tìm giới hạn dưới. Thì mình dùng cái type là lower để mình tìm cái giới hạn dưới. Thì những cái cell nào có dưới 25.594 cái read thì những cái cell đó được xếp là outlier và nó sẽ bỏ đi. Và tương tự cho cái số lượng gene detect được, và tương tự cho cái phần trăm, những cái cell mà có phần trăm cái ERCC cao, hoặc là những cái cell có phần trăm gene ti thể cao, thì mình cũng đều sẽ bỏ nó đi. Thì sau khi mà mình gộp những cái điều kiện này lại đó, thì mình bỏ đi khoảng 194 cái cell. Thì ngoài cái cách mà làm gì, mình có thể làm một cách gộp ngắn gọn lại bằng cái câu lệnh là quick per cell QC, và mình thêm cái điều kiện subfield vô là của cái mito percent, nghĩa là cái phần trăm trên ti thể, hoặc là phần trăm của cái ERCC là cái external control của mình vô, thì nó cũng cho một cái bảng cái thống kê giống như là ở trên đây. Yeah. Trước khi đi tiếp, tôi muốn nhấn nhá lại là hồi nãy là từ cái slide số 12 đó, là mình làm theo gene, mọi người thấy không? Có nghĩa là mình làm gene trước, rồi xong xuôi mình mới sử dụng cái thông tin của số gene đó, đúng không? Mình mới theo cái cell để mình filter cái cell, đúng không? Nhớ nha,
mình làm cái hàng trước rồi xong xuôi mới tới cột ha, filter hàng là chuyên trước rồi xong xuôi mình mới sử dụng thông tin, có nghĩa là mình đếm cái số coverage á, của tất cả các chuyên để mình biết được là liệu là cái coverage đó nó có đầy, có như vậy nó có đủ chưa, đúng không, để cho mình có thể tin được là cái chuyên đó, được tin được cái sale đó hoặc là cái droplet đó, cái giọt dầu đó, nó chứa cái sale đó nó có đủ hay không, đúng không? Đó, mọi người thấy là cái này là nó liên kết với nhau đó, rất là rõ ràng ha. Đó, bởi vậy là mình học đó, mình phải nhớ, mình hiểu, mình để ý vào ha. Có nghĩa là thứ tự là nó có thứ tự, nhưng mà người ta không có nói cho mình nghe là cái tutorial nó không sẽ không nói là phải làm cái hàng trước rồi xong cái cột, cũng phải. Nhưng mà khi mình thấy cả nguyên cái pipeline vậy thì mình phải hiểu là phải làm cái chain trước, filter cái chain xong. Tại vì mình đã loại bỏ một số cái, mọi người cũng thấy rồi, có một số cái chẳng hạn như là cái mRNA của ti thể nè, hoặc là cái mRNA mà của cái ribosome, hoặc là tRNA vận chuyển á. Ví dụ như mình có nhiều coverage ở trong cái giọt dầu đó, trong cái đó không, nó chưa chắc là cell nữa mọi người. Tại vì ở đây mình là đâu có thấy được bằng mắt đâu, đúng không? Mình cứ tưởng là một cái giọt dầu đó nó đi qua nó sẽ chứa một cái cell trong chỏng. Nhưng mà đôi khi á nó không chứa cell mà nó chứa cái amphibian, có nghĩa là những cái mRNA trôi nổi ở trong cái mẫu của mình á, đúng không? Giờ nó chứa nên hoặc là cái ribosome ở không phải, hoặc là cái ribosome RNA, hoặc là cái ti thể mRNA ti thể mà trong cái cytoplasm mà nó bị bể ra đó, nó trôi nổi và nó chứa trong cái giọt dầu đó. Thì nó cũng nhiều nữa mọi người chứ nó không ít đâu. Ha? Nó nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, mình đã loại nó ra rồi thì cái count của những cái còn lại mình mới thấy được. Đúng không? Giống như mình lột hành, củ hành tây vậy đó, nó sẽ có từng lớp, từng lớp, từng lớp đó, mình lột đi những cái lớp mà nó gây cho mình nhiễu á đó, lúc đó mình mới thấy được là trong chỏng là nó có thật sự có cái mRNA cái mình tìm hay không, đúng không? Đó, mọi người cũng thấy được là người ta đi rất là khéo, từng bước từng bước. Nhưng mà mình không có nhận xét thì mình không hiểu được, là mình cứ tưởng là mình muốn filter column trước cũng được, hoặc là row trước cũng được, không phải ha. Nó có thứ tự và thứ tự này nó có ý nghĩa, được không? Ha? Bởi vì tôi cũng hỏi là filter gene là cái gì trước, đúng không? Rồi xong xuôi tôi mới hỏi là filter cell, nó gì đó. Thì hồi nãy quý là, nhưng mà tôi chấp nhận là câu trả lời của quý là miễn sao nó filter, ít nhất là hiểu trong đầu nó là cái gì, đối với tôi là đã được rồi. Ha? Rồi, tiếp tục đi Xuân. Dạ, yeah. Em tiếp tục. Dạ rồi, thì sau khi mình đã xác định được những cái cell nào mà không có được tốt như vậy, mình bỏ cái file discard đó, thì mình sẽ visualize nó lên thử để mình xem thì đúng như là những gì mà mình bỏ mình làm đó, thì những cái gene nào mà nó có read thấp đó, thì nó sẽ bị bỏ đi. Đây là cái discard, là cái màu cam, nó bị bỏ đi. Hoặc là những cái cell nào mà có phần trăm ti thể cao đó, thì nó cũng sẽ bị bỏ đi. Là dựa vào cái plot thì mình có thể thấy được cái ý nghĩa của việc đó. Ở đây tương tự cho tổng số read và tổng số gene detect được. Rồi ở đây là phần trăm của cái ERCC, phần trăm của gene ti thể. Yeah. Rồi thì tiếp tục là mình sẽ làm quay lại cái gene để mà mình loại bỏ những cái gene mà ít biểu hiện ở các cell. Thì cái này là mình visualize để mình xem những cái gene biểu hiện nhiều, là để mình xem cái profile của cái data của mình. Còn nếu mình muốn bỏ thì mình sẽ nhận những cái cell nào mà nó có ở mỗi một cái cell á, cái gene đó, một gene nó được xem là biểu hiện khi mà mình xét cho nó cái detection limit là bằng 1, có nghĩa là nếu mà nó biểu hiện từ 2 trở lên thì mình mới tính là biểu hiện ở cái cell đó. Thì cái này mình có thể xét được, mình có thể chọn 1, 2 hay 3 vậy đó, là tùy vào cái kinh nghiệm với lại cái thí nghiệm của mình. Rồi mà một gene mà được biểu hiện là tốt khi mà nó lớn hơn bằng một cái số lượng là bao nhiêu đó, thì ở đây người ta lấy ví dụ cho mình là 2, nhưng mà tùy theo cái thiết kế thí nghiệm của mình đó, ví dụ mình làm nhiều quá trời cả ngàn cả triệu gene mà mình chỉ có nó biểu hiện có 2 này thì nó không có ý nghĩa lắm, nên mà hai con số 1 và 2 này mình có thể thay đổi được. Dạ, thì mình sẽ giữ lại những cái gene đó, còn những cái nào mà nó không có thỏa cái điều kiện này á thì mình sẽ cũng bỏ vào trong cái matrix discard chung với lại cái ở trên này luôn. Thì mình sẽ tạo thêm một cái discard cho cái gene.
thì sau hai cái ước đó mình sẽ gom lại là những cái nào mà không có, không bị những cái role là những cái sale nào mà không có thuộc cái discard này mình sẽ lấy, và những cái nào mình cái gene mà không có thuộc discard mình cũng lấy, mình bỏ vô một cái say cái object mới mình gọi nó là object umi.qc, thì lúc này cái số lượng gene của mình chỉ còn lại khoảng 13.800 gene và số lượng cell chỉ còn lại 670. Sau khi mình làm cái bước QC thì lúc này cái matrix của mình nó cũng khá là ổn để mình làm những cái bước tiếp theo. Rồi tiếp tục em sẽ đi đến cái bước tiếp theo là mình sẽ visualize cái data mình. Thì ở đây cái bài nó sẽ có giới thiệu hai cái là PCA với lại PSNE, và thầy nói có một cái nữa cũng có thể làm được, cái này là cái UMAP. Nên là hôm nay em sẽ giới thiệu trong cái này là hai cái này, còn cái này thì mọi người tìm hiểu sau. Cái visualize này nó sẽ cho mình thấy là trước khi mà mình làm cái log á, mình lấy log là cái raw data mình đưa vô sao mình vẽ lên vậy á, thì mình thấy nó dính cục lại giống vậy, là mình sẽ không, cái data mình nó kiểu như là nó lộn xộn lắm. Nhưng mà mình và có nhiều cái outlier nữa, rồi khi mà mình lấy log á, thì nó sẽ đỡ hơn, nó sẽ đều, cái nó phân bổ đều ra như vậy hơn. Là cái PCA nó sẽ cho mình thấy ý nghĩa của cái từng một cái transformation cho cái khi mình làm với cái data của mình. Vậy thôi. Cái này là so sánh giữa việc mà trước khi mình làm cái QC2 với lại sau khi mình làm QC2, thì mọi người cũng thấy là sau khi làm cái QC2 á, thì theo cái trục này á, mọi người sẽ thấy là cái data của mình nó đang bị ai bias vô cái số lượng read. Cái số lượng read là cái độ lớn của cái hình của mình là detected, là nếu mà detect được 7.000 hay là 11.000 á, thì nó sẽ từ nhỏ đến lớn thì mình thấy nó đang bị bias vô trong cái số lượng mình detect được, thì đó là một cái dấu hiệu để mình biết là cái data của mình nó đang bị bias vô trong cái batch effect. Nên mình phải đến cái bước tiếp theo là mình identify những cái co-confounder hay là những cái batch effect đó. Thì ở đây nó có cái cách để mình visualize để mình xem là bằng cái đây là cái phần mà plot cái explanatory variables. Thì ở đây mình visualize mình sẽ thấy được hai cái mà nó account cho cái sự khác biệt của cái data của mình, là cái thứ nhất là cái sum, và cái thứ hai là cái detected, cái là cái total read, và hai là cái gene detect được. Thì cái total read này nó thường theo cái bài nó nói á, là đây chính là một cái nguyên nhân mà thường thấy ở tất cả những cái thí nghiệm á, thì mình cần phải normalize cái data lại để mà mình triệt đi cái bias về cái sự khác biệt giữa các grid, giữa các cell đi. Thì đó là cái bước normalization. Thì bài có giới thiệu nhiều cái phương pháp nhưng mà nó chỉ làm ví dụ ba bốn cái này, nên em sẽ đi sâu vô cái đó. Bốn cái này là cái count per million, nghĩa là mình sẽ lấy cái count ở mỗi một cái column mình chia cho tổng cái count của cái matrix của mình, rồi mình nhân với 1.000. Thì ngoài ra những cái như là RPKM, FPKM hay TBM thì cái nó cũng giống giống như cái này thôi, nhưng mà nó có một xíu cái thay đổi trong cái tính toán á. Nhưng mà mục đích chính của nó vẫn là làm cho cái số lượng grid giữa các cell á, nó xem nhau. Và ngoài ra thì còn có relative log expression, thì hoặc là dùng cái strain package để mình normalize, hoặc là down sample là giảm cái số lượng cái cell lại để mình phân tích. Thì đây là cái thì sau khi mà mình normalize rồi, mình cũng visualize bằng cái BCA để mà mình xem cái data của mình. Thì đây là phương pháp CBM, là sau khi mình làm CBM xong mình sẽ thấy á, là cái cell line 239 là nó sẽ bị tách riêng ra, và hai cái này nó tách riêng một phần. Thì đó là cái CBM nó chưa rõ lắm. Còn đây là mình visualize bằng cái relative log expression, thì mình thấy là trước khi mình làm cái normalize á, thì cái data của mình nó sẽ có nhiều cái nó khác so với cái median chung của cái data, là có những cái cell nó express nhiều hơn hoặc là ít hơn. Nhưng mà sau khi mình normalize rồi á, thì nó sẽ gom lại chung, nó bằng với là cái median luôn, nên nó sẽ không có khác biệt nhiều giữa các cái cell nữa.
Đây là cái Swan. Thì hôm bữa cũng nói về cái việc mà gom cụm lại để mà nó normalize, thì nó khác với lại cái CVM mà sẽ gom cụm lại rồi nó normalize những cái cụm, nó khác với lại cái CVM ở chỗ đó. Dạ rồi. Thì sau khi mà mình làm cái Swan này nó sẽ cho mình cái data rõ hơn là cái CVM kia, thì mình sẽ thấy là cái ba cái cell line của mình là cái dung này là 239, rồi cái 101 với lại cái 098 là ba cái cell line khác nhau, nó sẽ chia thành ba cái cluster khác nhau. Thì cái này mình có thể mình thấy nó khá là make sense, bởi vì cell line khác nhau thì nó sẽ chia ra vậy đúng. Nhưng mà ở cái cell line số 239 này mọi người sẽ thấy là mỗi một lần replicate là một màu này, nó sẽ chia là những cluster khác nhau. Thì mình có thể phỏng đoán rằng là có thể là giữa ba lần mà mình làm replicate với lại cái này nó có sự khác biệt về hóa chất hay là về cái gì đó để dẫn đến sự khác biệt giữa ba cái này. Thì đây cũng là một cái batch effect, là mình cũng phải loại đi cái batch effect này. Thì đó là đến cái đó là mục đích của cái bước thứ sáu, là cái mình sẽ xử lý những cái confounder khác, giống như em nói là giữa những cái lần mình làm đó nó lại khác biệt về hóa chất nè, khác biệt về cái phương pháp isolation hay là người làm khác nhau hoặc cái thời điểm làm khác nhau dẫn đến cái sự khác nhau của nó, chứ không phải là do nó cái bản chất sinh học của nó là khác nhau. Thì ở đây nó có giới thiệu cho mình hai cái phương pháp, hai cái package để mình làm, đó là cái combat với lại cái mutual nearest neighbor hay là cái eminent based methods. Thì đầu tiên là cái combat. Thì cái combat này nó sẽ giúp mình loại bỏ đi, nghĩa là những cái cell nào á, thầy bữa trước em có hỏi qua thầy thì thầy nói là cái cách mà mình nó deal với lại cái confounder này thì có hai cách. Một á, là nó sẽ identify những cái cell nào mà nó correlate với lại cái bad effect á, nghĩa là những cái cell đó nó tạo nên cái sự khác biệt cho hai lần replicate, ví dụ vậy. Thì cái cách thứ nhất á, là nó identify xong nó bỏ đi những cái cell đó và nó dự những cái data còn lại, nó sẽ phân tích những cái data còn lại. Nhưng mà thường thì khi mà mình bỏ đi cái cell của mình như vậy thì khá là tiếc, bởi vì nó có thể có những cái thông tin quan trọng nào đó mà mình nếu mà mình giữ lại mình correct nó lại thì nó cũng ổn á. Nên là thường thì nó sẽ làm cái phương pháp thứ hai, nghĩa là nó identify những cái cell nào mà nó correlate với lại cái bad effect hay là cái confounder á, rồi sau đó nó sẽ recorrect lại cái cell đó, rồi nó dùng tất cả cái cell để mà nó phân tích luôn. Thì cái phương pháp combat này là nó sử dụng cái thuật toán thứ hai, nghĩa là nó detect cái cell mà correlate với lại cái confounder, rồi sau đó nó sẽ recorrect lại. Thì tại sao em biết vậy? Tại vì cái dimension của cái UMI.QC của mình là mình trước khi mình làm combat đó thì nó là 13.000, nó là 670 cell nè. Nhưng mà sau khi mình làm combat xong nó vẫn là 670 cell, nghĩa là nó không có bỏ được cái cell nào hết, mà nó chỉ detect ra cái cell nào mà nó correlate với lại cái confounder, rồi nó recorrect lại thôi. Thì sau khi nó recorrect xong á, thì những cái lần replicate nó bắt đầu nó gom cụm lại với nhau, nó overlap lên nhau, chứ nó không còn chia làm ba cái cluster giống hồi nãy nữa. Thì đó là cái kết quả sau khi mình làm cái combat này. Ngoài ra thì mình nó còn có một cách nữa là dùng cái MNN. Thì cái thuật toán nó khác nhưng mục đích nó cũng là sẽ là nó loại bỏ cho mình đi cái confounder, những cái confounder để mà những cái cell của mình nó không có bị bias vào những cái confounder đó nữa. Và sau khi mà mình làm xong như vậy rồi á, thì mình cũng nên evaluate lại xem cái phương pháp nào, cái phương pháp removal nào là tốt để mà mình chọn cái phương pháp đó mình làm, mình chọn cái result từ cái phương pháp đó để mình làm những cái downstream analysis. Thì cái phương pháp đầu tiên á, là mình dùng cái BCA. Thì giống nãy giờ em có so sánh với mọi người coi á, là mình xem là cái kết quả nào mà nó bỏ đi cái confounder tốt hơn. Thì em chưa có nhiều kinh nghiệm nên em thấy có vẻ như là cái MNN này nó tốt hơn, bởi vì nó ở đây nó vẫn còn có sự khác biệt giữa hai cái này với lại cái màu xám, nhưng mà ở đây bắt đầu nó overlap nhiều hơn, nên em đoán là cái MNN này tốt hơn, là cái cách thứ nhất để mà evaluate cái phương pháp. Phương pháp thứ hai á, là mình sử dụng cái RLE là relative log expression á. Thì đây là cái raw data mà mình chưa làm gì hết nè, thì nó rất là dao động, nó có cái nó lệch lên lệch xuống, mình lấy log rồi thì nó đỡ hơn.
rồi mình lấy log, mình sau khi mà mình làm normalize bằng CPM thì nó cũng đỡ hơn xíu. Mình làm cái combat rồi thì nó mất hết, nó bỏ nó sao ta? Nó đỡ cái hai cái này đi, nó giờ nó chỉ còn một cái đường thẳng với một số cái outlier thôi. Nhưng mà sau khi mình làm cái MNN thì nó đỡ hơn vậy nữa. Thì so với là cái hồi nãy thì cái này nó đánh giá thì cũng giống như kia, là cái MNN nó tốt hơn. Dạ rồi, đây là cái phương dùng cái KBET. Thì em có hỏi qua thầy, thầy nói cái này người ta cũng ít xài, với lại kết quả nó cũng không đáng tin lắm, nên là em cũng không đi sâu cho nó, với lại em cũng không hiểu nó lắm nữa. Nó câu lệnh nó cũng dài dòng lắm. Nhưng mà ở đây mình có thể thấy là trước khi mà mình làm gì, mình chưa làm gì với lại cái raw, cái raw count của mình á, thì cái 0.98 này nó là cái KBET score nó là 1. Rồi cái này, cái 101 này nó là màu vàng. Rồi cái này nó ở đây là 0.75. Nhưng mà sau khi mình làm mấy cái như là Combat hoặc là MNN, mình thấy là nó, cái sự khác biệt của nó không còn nhiều nữa. Dạ, yeah, thì cái ý nghĩa nó vậy. Nếu mà anh chị nào muốn đi sâu vô thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Dạ. Yeah. Dạ rồi. Thì sau khi mình làm normalize, rồi sau khi mình bỏ những cái batch effect khác, rồi mình làm giờ đó, thì mình sẽ có được một cái normalize data đẹp như vậy. Thì lúc này á, là mình, cái matrix của mình á, nó đã ready để mà mình làm những cái bước downstream analysis khác. Ví dụ như là một cái tiềm năng, cái ứng dụng tiềm năng của cái single cell analysis này á, là mình sẽ cluster nó thành những cái này là cái ví dụ của người ta, là người ta đã biết trước được cái này là ba cell line rồi. Nhưng mà khi mình làm á, một cái bulk tissue luôn á, thì trong đó có nhiều loại cái cell line, trong có nhiều loại cell type trong đó, thì nó sẽ cũng sẽ cho mình những cái cluster giống như vậy. Nhưng mà sau khi mình có được cái thông tin về những cái gene express rồi, mình expression rồi á, thì dựa vào cái kiến thức của mình và những cái những từng loại, ví dụ cell này nó biểu hiện bao nhiêu gene đó, cell này biểu hiện bao nhiêu gene đó, cell này biểu hiện bao nhiêu gene, thì mình dựa vào kiến thức của mình để mà mình label cho nó, ví dụ đây là loại tế bào gì, đây là loại tế bào gì, ví dụ vậy. Thì đây là một cái ứng dụng tiềm năng của nó. Rồi ngoài ra mình có thể dùng để những cái analysis khác, ví dụ như là mình calling SNP. Nếu mà mình làm cái smart seq giống như mình làm full length gì, mình cũng có thể call cái SNP của nó, hoặc là mình call cái copy number nếu mà mình làm cái 3 phẩy của cái 10x chromium. Và đó là những cái bước mà tiếp theo nếu mà mình làm downstream analysis, thì đó là những cái ứng dụng của cái single cell analysis. Dạ rồi, thì bài của em đây là hết. Dạ, em cảm ơn anh chị đã lắng nghe. Alo. Chết rồi. Còn nghe. Không có cái gì đâu. Alo, rồi. Mọi người có hỏi gì không? Có thấy, có làm thử, có coi thử, có cài thử hay sao mọi người? Nói thiệt là không có làm thử rồi học nó cũng giống như là nghe bữa nay qua bữa sau nó bay đi hết nè. Đó, tôi đã cố gắng lặp đi lặp lại vậy đó ha. Tôi đã cố gắng về cái phía tôi á, với lại Xuân á, là tụi tôi làm hết mình rồi đó ha. Còn về các bạn là thí dụ như tụi tôi có nói cỡ nào đi, không làm thử, không cài thử, không chạy thử, không download data về xem thì cũng không có được cái gì ha. Rồi, thì tôi nói tiếp. Trước khi cảm ơn Xuân rất là nhiều. Mọi người có hỏi gì không mọi người? Dạ, dạ thưa thầy, em muốn hỏi thầy với cả bạn Xuân một chút ạ. Hỏi đi em. Xuân, em có thể quay về slide 15 được không? Dạ. Dạ, em thầy là cái chỗ mà họ filter cái phần trăm của ERCC đấy. Thì em có đọc là họ có bảo nếu như cái tỷ lệ phần trăm của ERCC thấp thì như thầy bảo là nó sẽ kiểu là bắt trượt cái cell ấy. À, nếu tỷ lệ của phần trăm ERCC cao thì là nó bắt trượt cái cell đấy. Thì trong đây là đúng là câu lệnh của họ là lọc những cái tế bào mà có tỷ lệ phần trăm ERCC cao ạ. Nhưng mà họ cũng nói đến một trường hợp nữa như thầy bảo đấy, là một cái giọt dầu nó có thể bắt hai cell đấy. Thì lúc đấy do cái mRNA nó tăng lên nhiều và nó chiếm hết các cái vị trí gắn với bit của cái ERCC đấy. Thì lúc ấy cái phần trăm ERCC nó lại thấp đấy.
thì ở đây trong cái câu lệnh của họ thì họ lại không lọc cái giá trị dưới ấy. Thì em không biết là trên thực tế thì có sử dụng cách đấy để phát hiện ra trường hợp mà một giọt dầu có hai cell hay là có cách nào khác không ạ? À, không có sử dụng cái EACC để làm cái dưới được đâu em, không có được. Tại vì là cái EACC đó là mình spiking vô trong cái lúc mà mình đã tách chiết được cái mRNA, mình gắn mấy cái kia hết trơn. Gắn luôn cái UMI, gắn luôn mấy cái ba coi, mình không có sử dụng cái đó để làm cái dưới được rồi em. Dạ. Thì mình có cách nào khác để mình phát hiện ra trường hợp mà bị hai tế bào như thầy có đề cập đến không ạ? Là mình sử dụng cái UMI đó em. Dạ. Ừ. Dạ, vâng, em hiểu rồi. Ừ. Rồi. Vâng, cảm ơn thầy. Ở đây tôi có cái hình về cái EACC nhưng mà thôi cũng không có cần thiết cái đó. Tôi nói thiệt là cái EACC á, trong lab của tôi làm thử nhiều lần rồi, nó không có tốt đâu mọi người. Lúc nào đem đi sequencing nó cũng bị bias vô trong cái đó hết. Ồ, nó vậy đó. Cái library to sequencing á, là cái EACC á, nó chiếm gần 40% luôn á. Có nghĩa là không mấy cái mà tôi cần sequencing nó không ra, vả ra cái EACC không à. Đó. Trong lab tôi bị 2-3 lần vậy, bởi vì lab tôi là, mà không phải chỉ lab tôi không đâu, nếu mà mọi người đọc mấy cái bài review á, thì sẽ thấy được là cái đó nó chiếm rất là nhiều. Ừ. Đó. Bởi vậy tôi không có tin cái đó lắm đâu. Ừ. Rồi, có ai hỏi gì nữa không mọi người? Không ai hỏi gì hết thì tôi quay lại cái bài ha. Xem màn hình. Cảm ơn Xuân, cảm ơn